Và lời đầu tiên thì Âu Mỹ xin gửi đến quý bà con lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thì ngày hôm nay, Âu Mỹ AIC sẽ hướng dẫn quý bà con cách thức để có thể mua hàng trực tiếp bằng website công ty mà không cần thông qua bất kỳ một cái phương thức nào khác. Đây, rồi đầu tiên bà con thấy đây là cái trước mắt chúng ta, đây là cái màn hình điện thoại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trình duyệt web. Thì ở đây mình sẽ làm ví dụ trên cái trình duyệt web là Google Chrome ha. Rồi đăng nhập vào Google Chrome. Trong cái mục tìm kiếm của Google Chrome thì bà con sẽ gõ tên trang web của Âu Mỹ AEC. Chúng ta gõ là aecaqua.com. Đây, aecaqua.com cũng chính là tên trang web chính thức của công ty Âu Mỹ. Rồi sau khi gõ tên trang web, bà con bấm vào. Đây thì trước mắt bà con đây là giao diện của website của công ty Âu Mỹ AEC. Đây. Đó, chúng ta bấm sơ qua thì đây là những sản phẩm được thể hiện ở ngoài giao diện chính của trang web. Trong trường hợp là những sản phẩm bà con tìm kiếm nó không có nằm ngoài cái giao diện chính này á, thì chúng ta có thể là chúng ta tìm kiếm nó ở trên cái mục tìm kiếm. Ví dụ là đây, bà con muốn tìm cái sản phẩm như là AEC Coblock đi. Đó, thì đây là bà con gõ AEC Coblock thì nó sẽ ra cái sản phẩm, thì chúng ta chỉ việc là click vào chúng ta chọn là được. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta sẽ tiến hành các bước mua hàng ha. Rồi bà con thấy đây là rồi chọn vào ví dụ sản phẩm diêm thái, rồi chúng ta bấm vào mua ngay. Thì khi mà bà con bấm mua ngay á thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ được chuyển vào cái giỏ hàng. Bà con nhìn kỹ nè, ngay trên cái góc phải của màn hình hình cái chiếc xe đẩy là đó, bấm có số 1 thì tức là đã có sản phẩm của chúng ta bỏ vào giỏ hàng rồi. Trong trường hợp chúng ta muốn mua hàng tiếp, rồi bà con bấm trở lại, rồi chúng ta chọn ví dụ chọn thêm như là Pro Utinet. Rồi tương tự đây, bấm mua ngay, sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng rồi. Ví dụ lại lần nữa Liver Bio, rồi đây chúng ta bấm mua ngay. Rồi thì sau khi chọn xong những sản phẩm và bà con đã quyết định là mình mua rồi, không cần mua thêm gì nữa, nhìn vào góc phải màn hình chỗ chiếc xe đẩy này, giỏ hàng của chúng ta đây, bấm vào giỏ hàng. Đây bà con thấy đây, đây là bộ sản phẩm gan ruột của Âu Mỹ. Mình xem luôn, đây đã thể hiện luôn cái giá cho mình 1.070.000. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ như chúng ta muốn mua thêm thì như thế nào, muốn mua thêm bấm vào dấu cộng nè, đó đó đó, rồi hai bộ là 2.140.000. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành thanh toán. Thì các bước tiến hành thanh toán ở đây là chúng ta chỉ bấm vào để thực hiện bước kế tiếp thôi. Còn về việc thanh toán thì trong trường hợp bà con chúng ta có thể là chưa phải thanh toán ngay bây giờ đâu. Đó, thì sau khi bấm vào các bước tiến hành thanh toán thì sẽ hiện lên cái bảng thông tin giao hàng. Rồi, thông tin giao hàng, bây giờ bà con điền đầy đủ thông tin của mình nha, đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email thì có thể điền có hoặc là không. Tuy nhiên là Âu Mỹ AIC vẫn khuyến khích bà con là chúng ta nên là điền email để sau này mà Âu Mỹ có những cái chương trình khuyến mãi gì hấp dẫn á, sẽ gửi thông qua địa chỉ email cho bà con, vậy bà con có thể nắm được thông tin và mua hàng làm sao mà cho có lợi nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mình điền thông tin đi. Rồi ví dụ đây, rồi rồi email, bà con nên nhớ là chúng ta sẽ điền email là điền đúng và chính xác ha. Tại vì trong trường hợp mà chúng ta điền sai định dạng á thì cái phần mềm này nó sẽ bắt chúng ta là chúng ta nhập lại á, thì như vậy thì chúng ta sẽ mất thêm cái thời gian. gmail.com. Rồi số điện thoại chúng ta nên để cái số điện thoại nào mà chúng ta giữ trong mình thường xuyên, để trong trường hợp là cái người giao hàng, người ta hàng đến người ta gọi cho mình thì mình bắt máy, mình nhận hàng thì cái quá trình giao nhận nó sẽ diễn ra là đơn giản hơn. Đây
Địa chỉ, ví dụ bây giờ Duy sẽ ghi địa chỉ của công ty Âu Mỹ. Thì số 408 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân này cũng chính là cái địa chỉ của công ty Âu Mỹ. Rồi chúng ta làm bước tiếp theo ha, mình click vào phần là đến phương thức thanh toán để mình chọn cái hình thức nào mà mình thanh toán cho nó phù hợp. Rồi trong cái mục thanh toán này thì mình sẽ điểm sơ qua cho bà con mình sẽ có là thanh toán qua cổng VNPay. Những cái cổng thanh toán trực tuyến, rồi thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nè. Thì trong trường hợp nào bà con mà thuận tiện trong việc chuyển khoản qua ngân hàng á, chúng ta bấm vào thì ở đây sẽ là các thông tin chuyển khoản của công ty Âu Mỹ. Còn hình thức mà chúng ta thường hay sử dụng thì đó là cái hình thức là giao hàng trực tiếp. Rồi hình thức giao hàng trực tiếp thì nó như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ là nhận hàng, kiểm hàng, thanh toán. Rồi đúng hàng thì mình thanh toán, còn sai hàng thì mình có thể trả lại về cho công ty Âu Mỹ nha bà con. Rồi sau khi chúng ta chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình, rồi mình bấm là hoàn tất đơn hàng. Thì sau khi mình bấm hoàn tất đơn hàng thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo là đặt hàng thành công. Thì như vậy á, chúng ta đã kết thúc được cái quá trình mà mình đặt hàng. Việc của chúng ta bây giờ là mình giữ điện thoại cho thật kỹ để trong trường hợp mà hàng đến, người shipper người ta giao hàng cho mình đó thì mình nhận máy, nhận điện thoại ngay và mình tiến hành là mình nhận hàng. Rồi thì cuối clip thì công ty Âu Mỹ AEC cũng kính chúc quý bà con là chúng ta có được một vụ mùa, được mùa, được giá, và quan trọng hơn nữa là mình thành thục cái cách đặt hàng qua website, để trong trường hợp là bà con cũng muốn đặt hàng đó, thì chúng ta chỉ việc là cầm máy và bấm điền đầy đủ thông tin thì chúng ta đã có thể nhận hàng được rồi.